cái nữa nhỉ. Ừ. Mà con của ai đó thì không có. Mà internet đó chẳng đang mẹ làm cho con internet đó. Chẳng đang mà con của ai bắt có lời nó đó. Mà lời nó đó mà xem nãy đã lời nó đó thì có mà mà 2月 mà 明日 có 宿題 này. Dạ hả? Sáng nay con tưởng là 明日休み. Con tưởng. Con tưởng vậy nhưng mà cuối cùng là hôm nay với ngày mai đúng không? Sáng nay con hôm nay mà nãy thế cả con tưởng là như thuộc mà xe cày. Ờ, hay quá, con hay quá. Con giỏi quá. Thích quá trời ha. Chút tờ camera đó sẽ đi. Dạ hả? Thôi bây giờ cứ để camera đi. Con làm gì vậy? Ừ. Rồi ok. Nhím ơi. Ừ? Con thương ai? À chút nữa mặt đi. À hả? Ừ. Con thương ai? Nói một cái đi rồi nè. Con thương hả? Ờ con thương ai? Ô ba chàng. Ồ dạ ô ba chàng hả? Thương bà hả? Rồi thương ai nữa? Ô chị chàng. Ờ thương ông hả? Ok rồi ai nữa? Papa với đại mẹ. Ờ papa với mẹ hả? Rồi papa với mẹ thương ai hơn? Ai? Thương ai? Con thương ai? Ichi papa với mẹ thì Kurabete đi coi thương ai. Ô ba chàng. Ừ cũng là ô ba chàng vậy. Mà tại sao thích ô ba chàng vậy? Không biết. Tại sao không biết? Phải biết chứ. Dẹp cái iPad đi là đang nói chuyện với mẹ. Mà nói chuyện cầm cái iPad đâu nói chuyện được với mẹ đâu. Mẹ coi đi. Ờ sao? Mà cái này à, của Sensei gửi đúng không? Đúng rồi. Ờ cái này không. iPad của trường đó. Trường Pháp rồi cái iPad đó. Hay quá trời. Cho tôi đợi chưa. Ừ. Rồi ok. Mẹ coi đi. ここ đi cả 2月22日 か の 家庭学習. Ờ ok cả. Rồi bây giờ nè mẹ hỏi nè. Rồi bây giờ ba với mẹ thương ai? Hả? Ba chàng. Mình đẹp thì ô ba chàng thì biết rồi nhưng mà ba với mẹ kìa. Đó chứ mà. Đó, ai cũng thương hả? Phải có người thương hơn chứ. Ai thương ai? Ba. Thương ba. Ủa còn mẹ thì sao? Mẹ khi ba gô băng mẹ. Ôi trời ơi mẹ tới thứ tư gô băng luôn á hả? Thứ năm luôn á hả? Sao kỳ cục vậy? Sao thương ba hơn vậy? À, sao rồi? À. Mẹ ơi. Ơi. Mà con của ông này chẳng là yon ba mẹ. À, ông này chẳng là yon ba mẹ. Rồi ba ba thứ mấy? Xong ba mẹ. Ừ. Rồi gì nữa mẹ thì sao? Cô ba mẹ. Rồi ôi trời ơi. Rồi anh hai thì sao? Anh hai với mẹ thì sao? Ừ? Anh hai với mẹ thì ai? Anh hai với mẹ thì sao? Mẹ. Mẹ trước hả? Ừ. Anh hai Sài Gòn hả? Suy nghĩ đi. Ừ. Ờ. Trời đất ơi, hôm trước sao kêu mẹ gô băng anh hai Sài Gòn, bây giờ là bữa nay anh hai là trên mẹ gói. Trời ơi. Bye bye con nha. Bye 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 bye.